Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nè. Khăn xuất hàng về thêm rất là nhiều nha mọi người nha. Mọi người thích màu nào thì lấy màu đó nha. Khăn này mình có thể quấn trải người nha, mà cũng có thể sử dụng đắp cho em bé là bao im luôn. Chất lông của nó là bao im nha mọi người. Bây giờ test cho mọi người xem. Đây là chất lông của nó. Nó cực kỳ mịn và cực kỳ thấm hút nước. Nhưng mà quan trọng đó là thấm hút nước nhưng mà nó mau khô nha mọi người, chứ không phải là thấm hút nước là nó lâu khô đâu nha. Đó, trường hợp ở nhà mình có bé nhỏ thì mình có thể bung ra như gì mình đắp em bé là được rồi nè. Nó rất là bự nha mọi người. Nó, mọi người có thể xem cái khổ của nó là bự như thế nào ha. Khăn im lắm mọi người ơi, rất là im. Đây, cái đường chỉ mai của nó rất là tỉ mỉ nha. Hàng có sẵn ở shop nè, mọi người lên shop mua một khăn là được giá sỉ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè.